Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng thôi cô chú. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày bên cửa hàng Hoa Lan của mình còn khai trương. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con nhằm ngày khai trương nên bên cửa hàng bên con sẽ reship 2 ngày. Đó là ngày 3 tháng 2 là ngày hôm nay, nhằm ngày 10 tháng Giêng, và ngày mai đó là ngày 4 tháng 2 là ngày 11 tháng Giêng nha cô chú. Và bên cửa hàng bên con sẽ reship cho các cô chú mình cái đơn hàng nào từ 200 nghìn trở lên mà con sẽ reship hết. Và cô chú nào mình mua hàng tại cửa hàng bên con, mua lẻ tại cửa hàng bên con sẽ được giảm giá 20% trên tổng đơn hàng nha cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có rất là nhiều mặt hàng khác nhau. Đó là hỏa hoàng cam, đan hoa, vua nữ bút chì đang nụ và một số dòng cát, cát đan hoa và brass đan hoa luôn nha cô chú. Và sau đây sẽ giới thiệu cô chú mình một số cái hình cây ở cái clip sau, cô chú mình đón xem nhé.